Xin chào mọi người, hôm nay Mẫn sẽ nói về vấn đề học đàn online cho người chưa biết gì mới bắt đầu. Hoạt động chơi nhạc của Mẫn tính tới thời điểm này cũng hơn 20 năm rồi. Thì trong quá trình đó Mẫn có dạy đàn trực tiếp rất là nhiều. Nhưng mà dạy đàn trực tuyến thì Mẫn mới bắt đầu ở khoảng thời gian gần đây thôi. Vì lý do là Mẫn thấy xã hội bây giờ nó thay đổi, dịch bệnh, nên trực tuyến nó bắt đầu phải thực hiện. Khoảng 2 năm trở lại đây á, thì Mẫn có làm trực tuyến nhưng mà chỉ làm với các anh em đã chơi đàn rồi, nhưng mà muốn bổ sung thêm kiến thức, bổ sung thêm kỹ thuật để mình ngày càng hoàn thiện để chơi tốt hơn thôi. Nhưng mà ở thời gian gần đây thì rất là nhiều người hỏi để muốn học từ lúc ban đầu luôn. Có nghĩa là mình chưa biết gì về nhạc, chưa biết chơi đàn, chưa biết bất kỳ một nốt nhạc nào, nhưng mà vẫn muốn học đàn theo hình thức online. Thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề này. Trước tiên mình sẽ phân tích học trực tiếp và học trực tuyến ở cái môn chơi đàn nó như thế nào. Những cái môn khác thì mình không có biết và không có dám bàn tới, nhưng mà ở cái môn chơi đàn này tốt nhất vẫn là học trực tiếp nha mọi người. Đó. Học trực tuyến chúng ta chỉ là, có nghĩa là không gian, thời gian và mọi thứ bắt buộc chúng ta phải tìm tới cái cách học online, học trực tuyến. Chứ học trực tuyến không bao giờ đạt được kết quả tốt nhất so với học trực tiếp nha mọi người. Phải nhìn nhận điều này là như vậy. Tại sao? Vì mình học trực tiếp á, thì mình những cái phút ban đầu nó rất là quan trọng, những cái thời điểm ban đầu rất là quan trọng. Mình cũng có làm rất là nhiều clip nói về học đàn rồi. Thì học đàn phải cần có căn bản từng chút một, dù cho bạn chơi phong trào, chơi gia đình, hay là chơi cho vui, hay là chơi chuyên nghiệp, thì bạn vẫn phải học có căn bản. Thì âm nhạc mới gọi là mang được cái hồn, tính chất âm nhạc sâu trong đó được, và chúng ta thỏa mãn với nó được. Còn nếu mà chúng ta học kiểu như là bỏ bớt đi, hoặc là giảm bớt đi, hoặc là nói nôm na cho dễ hiểu là mì ăn liền đó, học cho lẹ để biết đàn, thì cái điều đó nó không tồn tại lâu nha. Rồi khi mà chúng ta học trực tiếp á, ở những buổi ban đầu thì tư thế ngồi như thế nào đó, cách đặt chân như thế nào, cách đặt bàn tay như thế nào, cánh tay, cù chỏ, cầm tay, ngón tay như thế nào, thì người hướng dẫn trực tiếp sẽ hữu dụng hơn là hướng dẫn trực tuyến. Vì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về điều đó, nó sẽ cụ thể hơn. Còn học trực tuyến thì qua video clip đó, hoặc là qua video trực tuyến, thì cái điều đó nó không có tốt bằng đó. Nhiều khi nó sẽ có sự chênh vênh, sai sót. Như quan điểm của Mẫn từ trước tới giờ, thì lời khuyên trước khi chúng ta muốn học đàn trực tuyến, thì chúng ta nên chọn một cái trường học hoặc là một người hướng dẫn có trình độ để dạy. Không cần đàn hay, nhưng mà phải biết cách để dạy cho người căn bản bước vào đầu tiên. Nó phải có căn bản nhất có thể. Chúng ta học ít nhất là 3 tháng, hoặc là cái người mà năng khiếu yếu thì chúng ta có thể học 1 năm. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua học trực tuyến. Thì điều này rất là tốt để khỏa lấp đi cái mà Mẫn nói ban đầu, là cái tư thế, những cái phút ban đầu, những cái gõ nhịp, gõ phách, cách sắp ngón tay, mọi thứ nó đi vào cái khung khổ đó, để chúng ta thành một thói quen tốt, đúng, thì sau này chúng ta sẽ đi xa hơn. Còn lỡ mà chúng ta học trực tuyến thì chúng ta cũng có thể trải qua đó, nhưng mà những cái đó nó sẽ không tốt bằng chúng ta học trực tiếp. Vì thế đầu tiên thì lời khuyên của Mẫn giống như trước giờ Mẫn thường nói, tư vấn cho mọi người thường hỏi Mẫn, là Mẫn luôn nói là nên đi học trực tiếp trước. Nếu mà người có năng khiếu tốt thì học ít nhất là 3 tháng. Năng khiếu chúng ta yếu, chúng ta cảm nhận âm nhạc chậm, thì chúng ta học có thể là 1 năm luôn nữa. Rồi chúng ta bắt đầu lấy cái vốn kiến thức đó đi học trực tuyến là cực kỳ tốt và nó cực kỳ hữu dụng. Rồi nói vậy cũng như không, bây giờ đã người ta không học trực tiếp được, người ta mới tìm đi học trực tuyến. Đúng không? Bây giờ tình hình dịch bệnh, tình hình di chuyển khó khăn, thì người ta mới tìm đi học online, học trực tuyến. Đó, nhìn thấy tóc cứ gài dài là thấy không? Mẫn thì ít để không có để tóc dài đâu, nhưng mà bây giờ dịch bệnh cách ly, Mẫn thấy thôi thì mình hạn chế được bao nhiêu thì hạn chế, cũng chưa đi hớt tóc luôn vì thấy tóc dài. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ học trực tuyến và nó sẽ như thế nào. Mẫn có khá nhiều các clip nói về học đàn mới đầu như thế nào, hoặc là như thế kia như thế nọ, rất là nhiều. Mẫn sẽ để trên các đường link, mọi người nhắn vào đó xem nha. Và học trực tuyến
chúng ta sẽ học những gì, hoặc là học nhạc mới đầu vô chúng ta sẽ học những gì. Vì cái clip này là dành cho người muốn học đàn online ở mức độ là mới bắt đầu, chưa biết gì. Chúng ta sẽ học cái gì? Âm nhạc không giống như những ngành nghề khác, có thể là chúng ta học lái xe, học lý thuyết trước rồi chúng ta học thực hành sau, hoặc là học cái này cái kia. Ví dụ học xây dựng thì chúng ta cũng có thể học lý thuyết trước học thực hành sau, nhưng mà âm nhạc không có. Chúng ta học lý thuyết và thực hành hai cái song song, là trong khi học lý thuyết là đi đôi với thực hành, hai cái nó cùng đi song song với nhau. Học nhạc chúng ta phải học nốt nhạc. Người chưa biết gì nhìn vô bài nhạc, ôi trời ơi cái này sao rối quá, nhìn thấy không hiểu gì hết, đừng sợ, nó rất là từ từ. Các trẻ em 3-4 tuổi vẫn học được thì chúng ta sẽ học được. Chúng ta lo sợ không biết nhớ nổi không? Đừng sợ, nó không quá khó nhớ đâu, nhưng mà nó vẫn cần trí nhớ khi chúng ta chơi một bài nhạc. Nhưng mà cỡ những cái lúc ban đầu thì chúng ta thường lo sợ là nhìn vô bài nhạc không biết có nhớ nổi không, thấy nó khó quá. Cái điều đó không khó, bởi vì nó sẽ từng chút từng ngày một. Khi mà chúng ta ví dụ như chúng ta sẽ có nghe nói là nốt đô, nốt rê, nốt mi, nốt pha, nốt son đúng không? Rồi la si là có 7 nốt nhạc ha. Thì trong lúc đó chúng ta sẽ học từ từ một. Ví dụ như mới đầu chúng ta sẽ học 3 nốt, rồi tới 5 nốt, rồi mới 7 nốt, rồi mới từ từ dần ra hết bàn phím. Thì cái quá trình đó nó diễn ra rất là từ từ và nó có phương pháp để nhớ. Chứ chúng ta không nên đặt cây bút lên bàn phím và ghi đồ rê mi pha son trên cái bàn phím. Bàn phím đàn màu trắng và màu đen, chúng ta đặt cái bút vào thì mình nhìn thấy có nhiều nơi ghi như vậy thì mình không có khuyến khích điều đó. Mình cảm thấy điều đó nó hơi kỳ. Bởi vì cái cách mà mình nhận biết nốt nhạc để mình ghi nhớ nốt nhạc nó không khó à, nó thậm chí rất là dễ. Nó từng chút một. Quá trình học, mới đầu chúng ta sẽ học từng nốt và học nhận biết cái vị trí của nốt trên bài nhạc và học biết vị trí của nốt đó trên phím đàn. Rồi chúng ta sẽ tập đánh nó từng nốt một, rất là từ từ. Gần 2 năm qua Mẫn có xây dựng những cái clip để dành cho các anh em đã chơi đàn rồi và bổ sung kiến thức thì rất là nhiều rồi. Đó, Mẫn sẽ xây dựng từ từ chứ không thể nào một lúc mà Mẫn xây dựng nguyên một cái bộ video, nó thật là nhiều video để nó dành cho mọi người được. Vì thế Mẫn đang xây dựng đó, và bắt đầu bây giờ là xây dựng cái kho video để cho những người mới bắt đầu. Không? Thật sự á, Mẫn không hề nghĩ là mình sẽ làm điều này, nhưng mà bây giờ cái xã hội thay đổi, dịch bệnh hoặc là tiếp xúc nó khó khăn, nó đi lại khó khăn, hoặc là khoảng cách khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn muốn học trực tuyến thì bây giờ Mẫn sẽ làm điều này vì có nhiều người hỏi. Quá trình học như sau, thì Mẫn sẽ gửi từng video một cho từng người mới bắt đầu, và sau vài video, ví dụ như là 3 hoặc là 5 hoặc là 10 video, Mẫn sẽ biết được cái trình độ tiếp thu của người học. Mỗi học người học nhạc á, không ai giống ai nha mọi người. 10 người là sẽ có quá trình học khác nhau. Khác nhau như thế nào, là có người học chậm đi một chút, có người học nhanh, có người năng khiếu tốt thì học nhanh hơn, có người năng khiếu yếu thì học chậm hơn, có người xuyên luyện tập thì học nó tốt hơn, có người lười luyện tập thì học nó chậm hơn. Đó. Vì thế mỗi một người sẽ khác nhau, chứ không thể nào mà tôi sản xuất ra một bộ video gồm 30 video tôi bán cho anh. Anh dồn theo 30 video anh tập đi. Điều đó Mẫn thấy nó không khả thi nha. Tại vì có người thì học rất là nhanh. Nếu mà chúng ta học hết 30 video có thể là khá là mất thời gian, tại vì video thì lập trình ra thì sản xuất ra thì nó theo trình tự, nhưng mà nhiều khi cái năng khiếu cao quá chúng ta học nó lướt qua được. Chúng ta có thể học khoảng 20 hoặc là thậm chí là 18, 19 video thôi là chúng ta vẫn đạt được trình độ giống như cái người học 30 video, vì cái người đó có năng khiếu cao ha. Nhưng với người năng khiếu có trung bình đi, mình nói trung bình, thì có thể học 30 video là hợp lý. Nhưng mà có người năng khiếu yếu đi, người ta học 30 video đó người ta vẫn không hiểu được gì, người ta vẫn không đánh được ha. Ví dụ như bây giờ Mẫn sẽ tạo nên một cái nền tảng video là 30 video dành cho người mới bắt đầu. Khi học xong cái này bạn sẽ đánh được bài này, bạn đánh được cái trình độ như này. Mẫn nhận thấy điều đó nó không thành công nha. Và Mẫn cũng nhìn có nhiều người nói với Mẫn là học cái cách đó, có nhiều người đã trải qua rồi và cái mức độ thành công không cao và nó rất là ít. Giống như Mẫn giải thích ban đầu đấy không, có người năng khiếu yếu, có người năng khiếu cao, có người thậm chí năng khiếu rất là ít, hoặc là người ta không hiểu, người ta không biết trao đổi như thế nào. Thì cái cách làm của Mẫn là nó khác.
Mẳng vẫn là 30 video đó, nhưng mà Mẳng sẽ theo dõi từng người để gửi video cho từng trình độ khác nhau. Và nếu mà bạn không hiểu điều đó, phải có video bổ sung ở cái điều đó, chứ không thể nào mà dựa theo 30 video đó mà áp dụng cho tất cả 10 người. Nào, ví dụ như mình lấy 10 người đi, thì không thể áp dụng cho tất cả 10 người. Có người sẽ, ví dụ trong 10 người đó chỉ có 2 người, hoặc là thậm chí 1 người, hoặc là nhiều lắm là 3 người là áp dụng được với 30 video đó thôi. Còn 7 người hoặc là 8 người, 9 người còn lại thì chúng ta phải có một lịch trình riêng. Nhưng có người học rất là nhanh, ví dụ như học video số 1 mà học tốt quá, chúng ta có thể bỏ qua số 2 đó. Rồi chúng ta qua số 3. Nếu mà chúng ta học số 3 mà Mẳng kiểm tra thấy là học cái video số 3 quá tốt, thì chúng ta có thể bỏ qua số 4, bỏ qua số 5 luôn, tới số 6 đó. Chúng ta sẽ đốt cháy giai đoạn để chúng ta tiến tới cái quá trình là đánh đàn, nó tiến tới một cái trình độ cao hơn và nhanh hơn đó. Đó mới là thực tế. Còn ví dụ có người học video số 1, học xong video số 1, ô vẫn chưa cảm thấy nó vẫn chưa hoàn thành tốt, thì mình phải có video bổ sung cho video số 1, để rồi chúng ta mới bước qua video số 2. Học nhạc là một quá trình không phải như những môn học khác. Ví dụ như chúng ta học phổ thông, chúng ta có thể thi 7 điểm vẫn đậu, 5 điểm vẫn đậu, 6 điểm vẫn đậu, thậm chí 8 điểm là đậu, đúng không? Nhưng mà học nhạc không có, chúng ta phải học 9-10 điểm thì chúng ta mới đậu, mới đi lên được. Ví dụ như chúng ta bước lên từng nấc thang đi hả? Chúng ta có thể bỏ đi học những cái môn khác, chúng ta có thể bỏ đi nấc thang, hoặc là nấc thang đó chúng ta bước không tốt, chúng ta vẫn lên trên, chúng ta có thể đi được. Nhưng mà không, học nhạc bạn phải bước chất lượng từng nấc thang một, có nghĩa là từ 9 điểm tới 10 điểm, 9 điểm tới 10 điểm, hoặc thậm chí tệ lắm là 8 điểm, chứ 7 điểm là chúng ta không qua được nha. Đó, học nhạc nó khác, chúng ta phải đánh được kỹ thuật đó tốt thì lên trên chúng ta mới đánh được kỹ thuật tiếp theo. Còn nếu chúng ta không đánh được kỹ thuật đó tốt mà chúng ta nhảy lên trên thì không làm được gì hết, dẫn tới bỏ học. Video này mình làm cho những bạn, những em hoặc là những anh chị cô chú chưa biết gì về đàn mà muốn học đàn, để hiểu rõ về cái cách học đàn và chơi đàn. Còn những người đã học rồi, đã chơi rồi, hoặc là học theo phương pháp nào đó thì đừng vào đây ném đá. Mẳng gặp những trường hợp này rồi đó. Thì Mẳng chỉ nói lên cái kinh nghiệm hơn 20 năm đó. Hơn 20 năm là Mẳng đã chơi trong cái ngành này. Mặc dù có thể là nói là Mẳng chơi không chuyên nghiệp đi, có thể là Mẳng chơi ở đám cưới hoặc chơi ở nông thôn, nhưng mà cái quá trình học nhạc của Mẳng, Mẳng cảm thấy nó cũng trải qua nhiều cái khó khăn, nhưng mà Mẳng đủ để hiểu được học nhạc thế nào là đúng và thế nào là sai. Vì thế bây giờ Mẳng sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm này lại và nói để cho những người chưa học nhạc và muốn học nhạc hiểu tất tật tật, để chúng ta không mất thời gian. Ví dụ như chúng ta muốn học đàn thì chúng ta phải hiểu rõ nó và đi cùng với nó thật là xa nhất có thể và thành công với nó. Còn nếu mà chúng ta phải hiểu nó và khi mà chúng ta cảm thấy thôi nó không hợp với chúng ta thì chúng ta không nên bước vào để tốn thời gian, có thể là nói là tốn tiền nữa. Có những trường hợp có những bạn vô bình luận nói tôi học 6 tháng tôi đi show nè, tôi học 1 năm tôi đi show nè, sao nói gì khó vậy. Ok, đó là hướng đi của bạn và đó là cách chơi nhạc của bạn. Nhưng đây là cái cảm nhận về âm nhạc trong suốt quá trình chơi nhạc của mình. Mình cảm nhận như vậy. Mỗi người có cách cảm nhận khác nhau. Âm nhạc không có giới hạn. Không có giới hạn là gì? Là cũng có thể chơi nhạc ở một mức độ vừa phải, cũng có thể chơi nhạc ở một mức độ trung bình, cũng có thể chơi nhạc ở một mức độ cao. Và cái cách cảm thụ âm nhạc của mỗi người là khác nhau đó. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thụ âm nhạc và mình hoạt động âm nhạc, mình sống với âm nhạc và mình học nhạc, và bây giờ mình chia sẻ âm nhạc lại, thì mình làm với cái con đường mà mình đã trải qua và những kinh nghiệm mình đã biết. Vì thế cái tiêu chí của mình, học nhạc không thể lớp được, mà nó phải chính xác, càng chính xác càng tốt, và chúng ta sẽ có âm nhạc tốt nhất có thể. Năng khiếu của mỗi con người là khác nhau. Có người sinh ra tự nhiên lớn lên hát rất là hay, không có sai, nghe cái hát lại được liền, đúng không? Có người muốn hát nhưng mà vẫn hát sai hoài, vẫn hát chính nhịp hoặc là lệch tông hoài, đúng không? Đó, thì học đàn cũng giống như vậy. Là cái năng khiếu nó cũng giống như hát, nhưng mà nó khó hơn vì chúng ta phải luyện tập đó. Chứ hát thì bản chất là mình nói chuyện rồi mình nhận biết bài hát đó, mình hát lại thì nó dễ hơn rồi, đúng không? Nhưng mà học đàn là nó phải cần thao tác, phải cần học đó, để đi sâu vào để mình chúng ta mới chơi đàn được đó. Vì thế năng khiếu cực kỳ quan trọng, nó là quyết định tất cả. Khi có năng khiếu mà chúng ta lười luyện tập, chúng ta hơi ẩu đi, chúng ta luyện tập ít, ôi cái này dễ quá, đánh chút tới được rồi,
thì người đó cũng không thành công, chơi đàn sẽ không bao giờ hay. Tuy rằng cho bài học có thể là học nhanh lắm nhưng mà không đi được tới đâu. À, mình đã dạy rất là nhiều, có những học trò tiếp thu rất là tốt, năng khiếu rất là tốt, nhạy bén, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ bỏ học hoặc là chơi đàn rất là ẩu tả, không hay ha. Rồi có những người năng khiếu trung bình thôi nhưng mà chịu khó luyện tập thì chúng ta sẽ đi đến thành công. Rồi có những người năng khiếu cực kỳ yếu nhưng mà không luyện tập nữa thì cái đó thì thua, cái đó thì sẽ là bỏ học thôi. Như mọi người, ai cũng có đam mê ở đó. Ui em đam mê lắm, tôi đam mê lắm, mình đam mê lắm, mình muốn học đàn. Nhưng mà ai cũng có đam mê trong cái niềm đam mê âm nhạc hết. Âm nhạc là món ăn tinh thần cho tất cả mọi người mà, nên ai cũng đam mê hết. Nhưng mà chỉ dựa vào cái đam mê đó để học thì khó có thể thành công. Phải có năng khiếu càng nhiều thì càng tốt nha. Còn nếu không có năng khiếu, học nhạc được không? Vẫn được, nhưng mà phải cần cái sự chịu khó, rất là chịu khó. Đúng không? Tại vì cũng một bài học đó, ví dụ như người có năng khiếu chúng ta có thể học một tuần, nhưng mà người năng khiếu yếu hơn chúng ta có thể học một tháng. Người có năng khiếu cực kỳ yếu chúng ta có thể học nửa năm. Nhưng mà cuối cùng đạt được không? Ba người đó vẫn sẽ đạt được. Nhưng mà cái người có năng khiếu sẽ đi đến nhanh hơn, và cái người năng khiếu trung bình sẽ đi đến chậm hơn. Và năng khiếu yếu chúng ta sẽ đi rất là chậm. Nhưng đánh đổi lại chúng ta phải có sự chịu khó. Chịu khó đây là kiên trì luyện tập á. Bởi vì có năng khiếu thì chúng ta luyện tập cái kỹ thuật đó, cái bài đó nó khá là dễ dàng. Nhưng mà không có năng khiếu chúng ta phải tập hoài, nó chặt ruột hoài à. Đó, khi đi vào học chúng ta sẽ nhận thấy điều đó, và chúng ta sẽ bị nản. Nếu mà chúng ta không khó khăn, chúng ta không dành thời gian nhiều cho nó, chúng ta không luyện tập thì chúng ta sẽ bị nản, dẫn đến bỏ học. Phải nói một điều thực tế là 10 người học đàn bỏ học 5 người. Bỏ học thì chúng ta không phải là bỏ, là chúng ta mất hết tất cả nha. Chúng ta vẫn có kiến thức về âm nhạc để chúng ta lấy đó hiểu về âm nhạc, để thưởng thức nhạc đó, hoặc là trải nghiệm về âm nhạc tốt hơn nha. Chứ không phải mất hết đâu, chúng ta trải nghiệm được mà. Chúng ta học nhạc là chúng ta đã có một đời trải nghiệm về âm nhạc rồi. Còn 5 người còn lại, 2 người thành công, trong 2 người đó chỉ có 1 người đàn hay thôi, và 3 người kia thì chơi ở mức độ chấp nhận được, trung bình ha, nhưng mà chơi được. Đó là cái tỷ lệ mà cái cá nhân của Mẫn nhận thấy là nó là như vậy, nên chia sẻ với mọi người thôi, cũng không phải là chính xác hoàn toàn đâu, tại vì đó là ý kiến cá nhân mà. Thì có gì mọi người cảm thấy như thế nào thì để ý kiến dưới phần bình luận nha, để cùng trao đổi. Rồi, học đàn bao lâu mới đánh được? Đây là câu hỏi đầu tiên mà người mới học đàn, có thể là rất là nhiều người đặt câu hỏi này. Học bao lâu mới đánh được? Nó cái câu hỏi này rất là khó trả lời cho những người giống như mình ha. Vì sao? Đánh được như thế nào? Ha? Âm nhạc nó đâu có giới hạn đâu. Bạn đàn một cái bài Con Chim Non, bạn cũng là đã đánh được. Bạn đàn một cái bài Nửa Vầng Trăng, bạn cũng đã đánh được. Bạn đàn một tác phẩm của Beethoven, bạn cũng là đánh được. Bạn đánh được ở nơi nào, ở một cái cấp độ nào? Đó. Một cái nhà có tầng hầm, có thậm chí có 5-6 tầng hầm, thậm chí có 1 lầu, 2 lầu, 10 lầu, vài chục lầu, và bây giờ có thể là cái hàng nó ra mặt trăng luôn, hàng trăm lầu. Đó. Thì chúng ta gọi cái đó là cái nhà nào, đúng không? Nó có một trình độ nhất định, ở một cái cấp độ nhất định, khi bạn học một cái độ dài nhất định bạn sẽ chơi được ở một cái độ đó. Chứ nó không có một cái tiêu chí gọi là ra nghề ha. Những nghề khác chúng ta có thể là gọi là ra nghề, chẳng hạn như làm tóc, thợ xây, lái xe. Lái xe thì chúng ta cũng là lái xe 2 bánh, lái xe 7 chỗ, lái xe 16 chỗ, chúng ta phải nâng lên từ từ. Nếu mà chúng ta lái 4 chỗ, chúng ta lái xe được rồi đó. Nhưng mà chúng ta có thể chừng nào mới chúng ta mới lái được xe container, đúng không? Đó. Vì thế nó không có một cái tiêu chí nào là gọi là ra nghề. Chúng ta học càng lâu, học càng cao, chơi càng hay, và một trình độ nó xa hơn. Chúng ta học ít thì chúng ta chơi ở một trình độ yếu, cũng là chơi đàn thôi. Chúng ta học một vài nốt vài tháng đầu tiên, chúng ta đã đánh được một những bài hát đơn giản nhất có thể, cũng đã là chơi đàn được rồi. Nhưng mà chúng ta chơi đàn dưới một cái mức độ là nghe cái âm nhạc nó thật là thanh thoát, nó thật là có hồn trong đó, chứ không phải là chơi 10 nốt mà chỉ nghe rõ được 7-8 nốt. Chúng ta phải chơi rõ 10 nốt, nghe ít nhất là cũng được 9 nốt rõ, hoặc là 10 nốt rõ hoàn toàn, và chúng ta điều khiển nó theo ý của chúng ta.
chứ không phải chơi mà khó khăn 10 nốt mà chơi tốt được gần phân nửa thôi, còn phân nửa còn lại nghe không rõ, thì điều đó là không có được, không có chơi đàn được. Đối với mình là như vậy. Khi chơi đàn được, dù cho chúng ta chơi một bài đơn giản, mà có nói điều này ở khá là nhiều clip rồi, thì chúng ta phải chơi rõ ràng ở cái trình độ đó. Dù cho bài nhạc đó đơn giản, nhưng mà chúng ta phải chơi sao cho nó tốt nhất có thể ở cái bài nhạc đó, chứ không phải nói là bài nhạc đơn giản mà chúng ta chơi nó lướt lướt qua là xong. Âm nhạc không thể lướt lướt, nó phải chính xác từng chi tiết. Âm nhạc nó không giống như những cái môn khác. Ví dụ như một bức tranh đẹp, chúng ta có thể nhìn vô đó chỉ chỗ này rõ nét nè, chỗ này mờ nè, chỗ này màu đậm nè, chỗ này sặc sỡ nè. Còn âm nhạc không có, chúng ta lắng nghe. Thì khi lắng nghe chúng ta đâu có chỉ vào cái lắng nghe đó được đâu. Nhiều khi chúng ta nghe một bài nhạc đó, một cái nốt nhạc đó, một đoạn nhạc đó, chúng ta nói ồ chỗ này hay nè, nhưng mà không biết cái người bên cạnh chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không. Mỗi người có cách cảm nhận âm nhạc khác nhau ha. Vì thế khi chơi nhạc chúng ta phải chơi những cái điều gì tốt nhất có thể. Còn nếu chúng ta chơi lướt lướt, nhiều khi cái cảm nhận của mọi người cũng thấy à điều này hay ta, nhưng mà thật sự đó là hay không cũng không ai biết được. Nếu không ai biết được, không phải nó vẫn có một cái chuẩn mực, cái gì cũng có chuẩn mực. Những cái người mà người ta cảm nhận âm nhạc sâu, hoặc là có học nhạc, hoặc là có kiến thức về âm nhạc, thì chúng ta sẽ biết những gì hay, những gì thực tế hay trong âm nhạc thì nó vẫn tồn tại. Còn những gì mà nó lướt lướt, hoặc là nó gọi là nó sơ sơ, thì cái tồn tại của nó không lâu dài và không được số đông. Tại vì cái chuẩn mực âm nhạc nó vẫn có mà. Trước tiên chúng ta muốn học đàn online, chúng ta phải đặt ra mục tiêu. Mẫn cho mọi người 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, chúng ta chơi vì đam mê, vì vui, chơi cho biết đàn, thỏa mãn niềm đam mê là được à, nhưng mà phải học đúng căn bản nha. Mục tiêu thứ hai, chúng ta học để điểm hát, để điểm cho bạn bè, để điểm cho người thân, để chúng ta tự điểm cho mình hát. Hoặc là nó cũng gần giống như chơi với đam mê, nhưng mà chúng ta không phải chơi vì tìm cho nó một cái nghề và một cuộc sống. Mục tiêu thứ ba, chúng ta muốn học đàn để đi làm, để phục vụ cho cuộc sống ha. Mục tiêu này nói mục tiêu thứ ba thì Mẫn cũng không có khuyến khích, bởi vì thật sự bây giờ, trước đây nhiều năm á, thì người ta có thể đổ xô đi học đàn để phục vụ cuộc sống ha, vì cái phong trào nó đi lên, nhưng mà xã hội nó đã thay đổi rồi, xã hội tiến bộ, hoặc là nó thay đổi qua nhiều hướng khác, thì bây giờ cái mục tiêu này Mẫn thấy nó gần bị lãng quên rồi, nó gần bị xóa đi rồi. Thì chúng ta quên đi mục tiêu mà học đàn để đi làm show để kiếm sống đi. Chúng ta chuyển cái mục tiêu đó qua là chuyên nghiệp, học đàn chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta muốn học đàn để đi kiếm sống, để sống với nó, hoặc là để đi làm show, để đi đánh băng nhạc, để đi đánh đám tiệc, hoặc là đánh ở một tụ điểm, hoặc là một sân khấu nào đó chuyên nghiệp phải không? Thì chúng ta chuyển qua mục tiêu này là mục tiêu hẳn là mục tiêu chuyên nghiệp. Thì mục tiêu chuyên nghiệp này chỉ dành cho những người còn nhỏ tuổi à, tại vì chúng ta phải học chuyên nghiệp. Học nhạc chuyên nghiệp á, thì lứa tuổi càng nhỏ là càng tốt nha đó. Có người hỏi là bao nhiêu tuổi học đàn là được. Đối với Mẫn làm việc với các em thiếu nhi khá là nhiều, thì với các em thiếu nhi biết nói chuyện, biết ngồi một chỗ lắng nghe, và thật sự nó có năng khiếu với âm nhạc và chịu ngồi một chỗ chơi đàn là Mẫn có thể hướng dẫn được ha. Không quan trọng là nó hiền hay là nó quậy phá, hay là nó thông minh, hay là nó nhút nhát. Quan trọng là cái cảm nhận âm nhạc của đứa trẻ nó tốt là Mẫn có thể làm việc được với nó, với nó chịu ngồi yên. Tại vì nhiều khi trẻ em mà nhiều khi nó không chịu ngồi yên đâu, nó ngồi chút cái nó chạy đi rồi. Vì thế học nhạc tuổi càng nhỏ càng tốt, và càng đi xa càng chuyên nghiệp, nếu mà học đúng căn bản, đúng quy trình và học lâu dài thì sẽ rất là tốt. Có một điều khá là nhiều những người chuyên nghiệp chứng minh rồi, và nhiều người nhạc sĩ đã nói về điều này. Học nhạc rất là tốt cho đầu óc, rất là tốt cho tư duy, nói chung là tốt cho cuộc sống. Những người bên ngành bác sĩ, những người bên ngành kiến trúc, những người bên những cái ngành lớn, người ta vẫn biết chơi đàn để làm gì? Để phát triển cái tư duy tốt hơn, để nói chung là vượt qua cuộc sống rất là tốt. Học âm nhạc rất là tốt cho mọi một người luôn, ai cũng nên học nhạc, rất là tốt. Âm nhạc nó giúp chúng ta vượt qua khó khăn, giúp chúng ta vượt qua nỗi buồn, và nó nhân đôi niềm vui, niềm hạnh phúc. Hoặc là không buồn, không vui, chúng ta chơi nhạc, nó vẫn mang là một điều rất là tốt trong cuộc sống. Cái lứa tuổi mà dưới 15 tuổi là chúng ta sẽ học nhạc rất là tốt.
Còn nếu mà trên 15 tuổi, từ 15 tới 25 tuổi thì chúng ta học nhạc thì có thể nó khó khăn hơn một chút, nhưng mà vẫn còn được. Nhưng mà trên 25 tuổi rồi thì chúng ta học nhạc nó khá là khó khăn rồi. Trên 35 tuổi nữa thì chúng ta chỉ học vì đam mê thôi, chưa tiến tới con đường chuyên nghiệp thì mới thấy là cực kỳ khó. Có thể là nói là không thể. Lứa tuổi trên 30 thì chúng ta học nhạc thỏa niềm đam mê và điểm hát, hoặc là chơi với bạn bè gia đình, hoặc là cố gắng chúng ta vẫn có thể đánh đàn được, nhưng mà ở mức độ vừa phải thôi, chứ để chuyên nghiệp, để hay thì điều này rất là khó nha mọi người. Thì nãy giờ vòng vòng Mẫn chỉ muốn là chia sẻ những cái gì để cho người chưa học đàn biết được, để chuẩn bị muốn học đàn online, cụ thể là học với Mẫn hay là học với bất kỳ người nào cũng được. Nhớ là chúng ta phải đặt ra mục tiêu nha, có ba mục tiêu nãy giờ Mẫn nói đó, thì chúng ta phải xác định mình muốn học đàn để làm gì, rồi sẽ học với mục tiêu đó. Rồi bây giờ chúng ta quyết định học đàn rồi, có mục tiêu rồi, và quyết định học ở đâu rồi, học như thế nào rồi, thì chúng ta phải có cây đàn. Học đàn nhất định phải có cây đàn, không có cây đàn thì học đàn nói chung là không được gì đâu. Rồi chọn đàn như thế nào? Thì đối với tiêu chí của Mẫn với người mới bắt đầu thì chọn một cây đàn vừa phải để học thôi. Nó lệ thuộc vào túi tiền của mỗi một người. Nếu mà chúng ta có ít tiền, chúng ta nên chọn cây đàn cũ, tầm của nó là khoảng 1 triệu hơn cho tới khoảng 5 triệu là được ha. Chúng ta học xong, không phải là chúng ta học xong, học một thời gian thì chúng ta bán lại nó để mua một cây đàn dắt đó. Đó là chúng ta đã học vài năm rồi thì chúng ta mua một cây đàn nó phù hợp với cái trình độ chơi của chúng ta lúc đó, và phù hợp với cái điều kiện lúc đó, thì chúng ta sẽ mua một cây đàn để chúng ta chơi ha. Chứ đừng có quan niệm là mua một cây đàn học rồi chơi luôn. Quan niệm này mình thấy không tốt. Rồi đối với người khá giả thì chúng ta có thể mua đàn mới. Thì đàn mới, nếu mà mua cây đàn vừa để học á, thì nó nằm khoảng từ 5 triệu cho tới 15 triệu là chúng ta đã vừa để học rồi, đó là mua đàn mới ha. Còn nếu mà nhiều tiền hơn nữa thì chúng ta cứ mua một cây đàn trên 20 triệu trở lên thì chúng ta học nó vẫn tuyệt vời hơn thôi. Nhưng mà tại chúng ta nhiều tiền mà. Có câu hỏi là thôi mua đàn cao, đàn tốt, đàn chơi nó mới có cảm hứng, nó mới sau này khỏi đổi đàn, sợ khỏi khó. Cái điều đổi đàn rồi sử dụng khó á, nó không có quan trọng. Nhiều khi mình chưa biết gì, mình nhìn vô cái đàn nó nhiều nút quá, nó nhiều thứ quá, mình thấy ôi bây giờ mình lỡ mình quen với cái đàn này, mai mốt mình đổi đàn, sau này mình đổi đàn nó khó lắm không? Không, khi mà các bạn đã học, quan trọng nhất là các bạn chơi đàn kìa. Còn những cái gì trên cây đàn á, nó không thật sự khó. Tại khi mà mình đã chơi được rồi, mình đổi một cây đàn khác đó, mình đổi một cái hiệu này qua hiệu khác thì đồng ý nó hơi khó, nhưng mà nó không có quan trọng tới mức mà bạn phải sợ, tới mức mà mới đầu mình phải mua cây đàn đó để chơi quen với nó luôn. Bạn không bao giờ gắn bó một cây đàn suốt cuộc đời được đâu. Bởi vì nếu mà bạn học piano á ha, thì nó dễ rồi. Piano á thì nó không có điều chỉnh gì hết, cứ để lên phím đàn là đánh thôi. Còn mình học organ á thì nó có tính năng tại cây đàn điện tử mà, nó sẽ thay đổi, thì bạn sẽ thay đổi với điều đó. Đừng sợ là sau này chúng ta không sử dụng quen cây đàn đó. Điều đó nó không khó. Rồi cách thức học đàn online với Mẫn như thế nào? Thì cũng đơn giản thôi. Mẫn sẽ gửi clip, từng clip một, bạn sẽ luyện tập theo cái hướng dẫn trong clip đó. Sau đó nếu mà cần thì Mẫn sẽ yêu cầu bạn quay một video để kiểm tra bài học đó. Rồi Mẫn sẽ thẩm định là bạn đã hoàn thành tốt hay chưa, nhanh hay là chậm, hoàn thành bài đó tốt hay là chưa tốt. Thì Mẫn sẽ trao đổi trực tiếp với người học và gửi các clip tiếp theo. Nếu mà bạn học tốt, Mẫn sẽ gửi clip cao hơn, học nhanh sẽ gửi clip vượt trội hơn. Còn học chậm thì gửi clip vừa phải, học yếu thì mình sẽ gửi thêm clip bổ sung cho cái vấn đề đó, hoặc là giải thích thêm để mình tập lại. Đó, vì thế giống như ở trên là mình đã nói là mỗi người có một cái trình độ khác nhau và cái quá trình học nó sẽ khác nhau. Mỗi một người nó sẽ có quy trình khác nhau chứ không ai học giống ai. Chứ không phải là bạn đóng tiền rồi Mẫn gửi cho bạn 10 clip, 20 clip, 30 clip rồi tập đi. Điều đó không khả thi. Cách làm của Mẫn là như vậy. Rồi cái điều quan trọng ai cũng đặt, khá là nhiều người đặt câu hỏi học phí như thế nào. Thì học phí nếu mà học giống như Mẫn nói là gửi nguyên một cái bộ video thì nó dễ, phải không? Ví dụ như Mẫn quy định ra, ví dụ như tôi gửi cho anh 10 video, tôi lấy cái đó video đó 2 triệu thì bạn gửi 2 triệu là bạn biết được bạn sẽ tốt 2 triệu. Không biết là có tốn thêm hay không, và bạn sẽ có ý nghĩ là được bảo đảm là chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu video đó ở cái mức tiền đó.
À, nhưng mà luyện tập được dưới 20 video đó được hay không? Ủa, 10 video đó được hay không? Và cái mức 2 triệu đó bạn bỏ ra, bạn được cái gì hay không? Đó, bạn có nghĩ tới điều này hay không? Nhưng mà Mẫn là người hiểu tới điều này. Giống như Mẫn nói, mỗi người có trình độ khác nhau. Có thể là nhận được 10 video đó, đóng tiền 2 triệu, bạn sẽ tập được 10 video đó tốt. Ồ, bạn là người thành công, may mắn. Nếu mà bạn không tập được với 10 video đó, hoặc là không hiểu, không có bổ sung, bạn sẽ không thành công. 2 triệu không có ý nghĩa, bạn vẫn không tập được gì, bạn vẫn vướng mắc trong con đường là không học đàn được. Nếu mà bạn hợp với giáo trình đó đi, bạn đạt được trong 10 video đó đi, thì bạn sẽ làm được, thì cái đó là cái điều tốt. Đó, trên thế giới có rất là nhiều giáo trình rất là tốt, nhưng mà với cái cách học đàn online hoàn toàn thì chúng ta vẫn phải làm từng chút một cho từng người, cho từng trường hợp khác nhau. Bạn thấy điều này nó đúng hơn đó. Nó sẽ tốt với giáo trình bổ sung nha. Ví dụ như bạn đã học đàn tới một mức độ nào đó rồi, bạn muốn bổ sung một kỹ thuật nào đó, thì cái giáo trình đó, ví dụ như 5 video, 10 video hoặc là 15 video ở bổ sung một cái kỹ thuật nào đó, một cái lĩnh vực nhạc nào đó ra blue hoặc là sâu hơn, thì cái đó nó hợp lý. Nhưng mà đây là dành cho người mới bắt đầu, thì người mới bắt đầu thì cái trình độ năng khiếu vẫn là khác nhau, vì thế chúng ta phải làm từng người khác nhau. Thậm chí những người đã chơi đàn lâu, nhưng mà chúng ta đa phần ở Việt Nam mình mà, hoặc là người Việt Nam, thì mỗi người có quá trình học khác nhau, chứ không phải như những cái nước tiên tiến là ai làm cái gì nó cũng phải đây đi vào một cái nề nếp nhất định, vì thế cái độ chính xác nó cao hơn. Còn ở Việt Nam mình thì nó chưa được điều đó, nên mỗi người sẽ có một cái phương thức học nhạc khác nhau, nên trình độ cũng có người đầy đủ, có người thiếu chỗ này lấp chỗ kia, vì thế bổ sung thì cũng phải bổ sung theo từng người, chứ cũng không thể là dựa vào một giáo trình nào đó mà đưa cho cái bạn đó, ví dụ bạn đó đã đánh được đi, đưa cho bạn đó 5 video để bạn đó tập tốt ở thể loại, ví dụ đánh ở thể loại nhạc đen đi, thì không hẳn là bạn đó sẽ làm được. Bởi vì nhiều khi trong quá trình học ban đầu bạn đó học thiếu một kỹ thuật nào đó, thì chúng ta phải bổ sung ở kỹ thuật đó và chúng ta mới học được 5 video đó. Đó là cái cách thức mà Mẫn nói là không thể nào nhận một giáo trình rồi tự mình luyện tập theo giáo trình đó mà thành công được. Phải đi theo bước từng người, và trong quá trình học phải trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn. Rồi như vậy á, thì làm việc trao đổi với Mẳng thì học phí nó hơi bị mập mờ đúng không? Thay vì người ta quyết định 10 video người ta lấy 2 triệu quá dễ dàng, sẽ biết bạn sẽ biết là bạn chắc ăn chỉ tốn 2 triệu thôi, không có bị tốn thêm ha. Nhưng mà học với Mẳng rồi vậy rồi cách tính làm sao? Cách tính như thế này ha, bạn muốn học đàn với Mẳng, bạn chuyển cho Mẳng một số tiền ít nhất là 1 triệu. Đối với Mẳng thì có thể ít hơn cũng được, nhưng mà tại vì làm nhiều quá thì mình cứ lấy cái mốc là 1 triệu đi, tại vì đối với Mẳng là Mẳng cảm thấy như vậy là nó vừa à. Rồi bạn đóng 1 triệu, bắt đầu Mẳng sẽ trao đổi với bạn bắt đầu như thế nào, học như thế nào. Trong quá trình trao đổi Mẳng sẽ trừ dần, ví dụ gửi video cho bạn Mẳng sẽ trừ 50.000 hoặc là 100.000, 150, 200, 300, tùy vào cái video đó. Và cái trong quá trình trao đổi mình có trao đổi với bạn nhiều hay không, có dành thời gian nhiều hay không đó, thì mình sẽ cộng thêm. Ví dụ như bạn có thể gọi điện hoặc là nhắn tin, Mẳng sẽ trả lời đó. Trong quá trình học thì Mẳng dành thời gian thì Mẳng sẽ trừ dần, giống như là bạn nạp tiền trả trước của thuê bao điện thoại đó, rồi Mẳng sẽ trừ dần cho tới lúc hết 1 triệu thì bạn phải đóng thêm, thì chúng ta tiếp tục đó. Bạn nói ôi như vậy rồi ông lấy của tôi 1 triệu ông dạy cho tôi được cái gì hay không mà tôi mất 1 triệu. Đối với một cái kênh YouTube hoặc là một cái trang cá nhân như Mẫn, Mẫn không thể nào vì một vài triệu hoặc là một vài mười mấy triệu, 20 triệu đi mà Mẫn đánh mất cái uy tín của mình, thì Mẫn sẽ làm đúng với cái mà Mẫn cảm thấy xứng đáng với cái thời gian và cái công sức mà Mẫn bỏ ra để hướng dẫn cho bạn. Mẫn cảm thấy nó phù hợp và nó xứng đáng với cái giá tiền đó. Cái đó là cái cách đánh giá của Mẫn, và nó là tại vì Mẫn là người làm trong cái lĩnh vực này, vì Mẫn sẽ biết đánh giá chính xác nhất ở cái đó. Có thể bạn thấy ồ cái này anh đánh giá như vậy, anh dạy cho tôi như vậy hơi mắc, ok thì lỡ hết 1 triệu rồi bạn có thể nghỉ không. Hoặc là có người thấy cái đó vừa, ồ anh làm gì tôi cũng thấy cái vừa, tôi tiếp tục được. Có người vẫn cảm thấy ôi anh làm gì rẻ quá, tôi ok anh, tôi sẽ gửi thêm cho anh. Đó đều đương nhiên thôi đúng không? Mỗi người nhìn nhận một cái giá trị khác nhau.
gì thế? Nó cái điều này cũng khó. Thì nếu mà bạn quyết định học đàn, bạn tin tưởng Mẫn thì bạn chuyển 1 triệu. Nếu mà bạn học hết 1 triệu, bạn thấy thành công hoặc là tốt đẹp thì bạn tiếp tục chuyển tiếp số tiền tiếp theo và học tiếp. Mẫn sẽ trừ dần. Bạn có thể chuyển số tiền 5-10 triệu chẳng hạn để mình trừ dần luôn cũng được. À, nhưng mà cái mức tối thiểu là 1 triệu nha. Rồi có nhiều người khó khăn, có nhiều bạn 1 triệu cũng khá là khó khăn, một số tiền khá là lớn, cũng ngại là không biết chuyển rồi học được gì hay không, mất đi 1 triệu. Nếu mà Mẫn nhận tiền của bạn 1 triệu mà Mẫn không mang lại cho bạn cái gì, sao không mang lại được? Ít gì cũng bạn cũng dùng 1 triệu đó để trải nghiệm được. Mình tin là bạn sẽ hiểu được học đàn như thế nào. Có thể bạn học xong 1 triệu bạn bỏ học đi, nhưng mà mình tin rằng với cái số tiền đó và với một khoảng thời gian để bạn bỏ ra số tiền đó để bạn hiểu về cái cách thức học đàn, Mẫn tin là Mẫn không biết là dạy cho bạn thành công hay không, hướng dẫn cho bạn thành công hay không, nhưng Mẫn sẽ làm được cho bạn hiểu về cái môn học đàn này ở mức độ mà đối với cá nhân của Mẫn, Mẫn cho là đúng nhất. Để sau này bạn lấy cái kiến thức đó trao đổi với gia đình hoặc là với con cháu, những người thân của bạn, nó sẽ dễ dàng hơn. Vì thế cái số tiền đó nó có mất đi hay không, Mẫn thấy là đó là một trải nghiệm. Bạn có thể lấy 1 triệu đó một vài buổi ăn hoặc là một chuyến du lịch, thì 1 triệu đó để mình trải nghiệm một cái vấn đề mà mình cho là đam mê thì nó cũng bình thường thôi, đúng không? Rồi, cảm ơn mọi người đã xem tới giờ phút này. À, những người xem tới giờ phút này là những người mình cảm thấy là chắc là khá là muốn học đàn. Thì cứ liên hệ với Mẫn ở thông tin mà Mẫn để rất là nhiều trên YouTube, trên Facebook, trên TikTok, Zalo. Mình là Phan Trung Mẫn, số điện thoại là 0983914694. Email là trungmẫnaudioa@gmail.com. Facebook, Zalo, TikTok đều là tên Phan Trung Mẫn ha. Mọi người liên hệ với mình đó. Nếu mà muốn học đàn, ai hỏi học đàn mình sẽ gửi cái video này cho người đó. Tại vì mình trả lời một ngày có thể là mấy người, và một tuần trả lời rất là nhiều người. Mình cảm thấy thôi mình làm một video, tuy rằng nó hơi dài một chút nhưng mà mọi người xem có thể là hiểu thêm. Và nếu mà chưa hiểu gì có thể là nhắn tin để trao đổi trực tiếp với Mẫn, Mẫn sẽ trả lời. Và nếu mà mọi người thấy tin tưởng thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với nhau. Mẫn đóng vai trò là người chia sẻ lại cái cách chơi đàn mọi người, cho mọi người, để mọi người thỏa mãn niềm đam mê và cái niềm yêu thích âm nhạc của mình, muốn học đàn trong cái thời điểm mà khoảng cách khó khăn, gặp gỡ khó khăn, đi lại khó khăn, hoặc là có những nơi là chúng ta không có chỗ để chúng ta học, chúng ta vẫn có thể học được. Rồi nếu mà bạn thấy hợp lý với các điều mà mình nêu ở trên thì khi liên hệ với Mẫn thì bạn cứ chuyển học phí là chúng ta sẽ bắt đầu học ngay lập tức thôi. Nếu thấy video hữu ích, cho mình một like và chia sẻ video với những ai cần video này, cần những cái điều này. Có thấy thương thì đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo về cách chơi đàn, organ, piano, hoặc là chia sẻ về các kiến thức âm nhạc mà trong quá trình cuộc sống âm nhạc của cuộc đời Mẫn chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe và dịch bệnh mau qua đi để đi hớt tóc chứ giờ tóc dài rồi. Bye bye.